Xin chào các em. Bây giờ chúng mình cùng học đố con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con bò và con bê. Con bò và con bê. Con bò. Con bò. Con bê. Con bê. Con bê là con của con bò. Con bê là con của con bò. Con bò kêu thế nào? Con bê kêu thế nào? Lông của nó có màu gì? Lông của nó có màu nâu đỏ. Màu nâu đỏ. Màu nâu đỏ. Con bò có mấy chân? 4 chân. Con bò ăn cái gì? Nó ăn cỏ. Nó ăn cỏ. Cỏ. Cỏ.